con thắp hương năm thứ này trên bàn thờ, bảo sao gia chủ làm mãi không giàu, tiền bạc đội nón ra đi. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Quà Tặng Cuộc Sống. Quý vị thân mến, theo văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam thì hầu như mỗi gia đình đều lập bàn thờ trong nhà để thờ cúng tổ tiên, ông bà, tỏ lòng tưởng nhớ đến thế hệ đi trước cùng với những người đã khuất. Bàn thờ còn là nơi linh thiêng kết nối hài cõi trần âm. Vậy nên, bất cứ món đồ gì đặt lên trên bàn thờ đều cần được xem xét, cân nhắc sao cho thật kỹ lưỡng và cẩn thận, tránh không được xúc phạm đến thần linh tiền tổ. Tuy nhiên, hiện nay trong quá trình thờ cúng có không ít gia chủ đã vô tình phạm phải sai lầm đáng tiếc, đó là trưng bày các món đồ xui xẻo trên bàn thờ. Điều này dẫn đến tai bay vạ gió, tiền bạc lần lượt đội nón ra đi, phúc khí hao tổn nặng nề. Chi tiết sẽ được chúng tôi chia sẻ với quý vị và các bạn ngay sau đây. Thứ nhất, giấy tiền vàng mã. Giấy tiền vàng mã là những thứ kiêng kỵ đặt lên trên bàn thờ. Có nhiều gia đình giữ thói quen đặt những thứ này trên bàn thờ với mong muốn được người trên chứng giám bàn tài lộc cho mình. Thế nhưng theo tâm linh, việc để tiền vàng lên bàn thờ chẳng những không phúc tài, vượng vận mà còn khiến việc làm ăn của gia đình ngừng trệ. Để giấy tiền vàng mã trên bàn thờ, tiền bạc đâu chẳng thấy về nhà mà ngược lại còn mất tiền, tốn của, túng thiếu trăm bề. Tốt hơn là để tiền bạc trong nhà nhiều hơn. Bạn chớ nên trưng tiền giấy vàng mã trên bàn thờ lâu ngày mà nên hóa ngay sau khi cúng lễ xong xuôi. Đặc biệt là vào ngày 23 tháng Chạp, người ta có lẽ đem hóa hết tiền giấy vàng mã của năm cũ để may mắn được tài lộc như ý. Thứ hai là trái cây giả. Việc thờ cúng cốt ở thành tâm, vì vậy nhiều gia đình sử dụng trái cây giả để mà thờ cúng, để bàn thờ vừa đẹp vừa tiết kiệm tiền. Nhưng đây là việc làm sai lầm. Nếu bạn đi chùa mà mang về cành vàng lá ngọc thì đó cũng là thứ không nên đặt lên bàn thờ để thờ cúng. Trái với suy nghĩ của nhiều người thì đặt cành vàng lá ngọc khi đi lễ chùa về lên bàn thờ không được thêm phước lành, tài lộc mà còn có thể vô tình mang theo những thứ không nên mang về nhà. Lý do là vì chùa chiền không chỉ là chỗ ở của các vị thần Phật mà còn là nơi các vong linh nương tựa nữa. Hãy cẩn thận vì có những thứ không được đặt lên bàn thờ. Thứ ba là những loại hoa kỵ đặt lên trên bàn thờ. Hoa tươi là thứ không thể thiếu trên bàn thờ. Hoa tươi tượng trưng cho sự thanh khiết và cao quý, hấp thu linh khí của trời đất nên được coi là thứ không thể thiếu khi mà làm lễ cúng dâng lên thần Phật hay ông bà tổ tiên. Tuy nhiên, không phải loại hoa nào cũng có thể dâng lên bàn thờ. Có những loại hoa là điều cấm kỵ khi mà bài trí bàn thờ. Hoa ly có màu sắc rực rỡ, thường dùng để dâng lên bàn thờ thánh mẫu. Nhưng ở gia đình, nhớ đừng cắm hoa ly ở bàn thờ Phật. Bởi màu sắc rực rỡ và hương thơm nồng, lượng của nó không phù hợp. Bản thân hoa ly còn tượng trưng cho sự ly tán trong gia đình. Ngoài ra, hoa giả cũng không nên được đặt trên bàn thờ. Việc cúng hoa là để ông bà tổ tiên thưởng thức hương thơm tươi mới của hoa. Vậy nên hoa giả dù có đẹp hay là đắt tiền đến đâu cũng không thể có được. Để tránh những điều không hay có thể xảy tới với gia đình mình, bạn không nên đặt hoa giả lên bàn thờ. Thứ tư là cành vàng lá ngọc, đồ lễ ở chùa chiền. Vì bàn thờ là nơi tâm linh thanh tịnh nên là những cành vàng lá ngọc không nên đặt lên bàn thờ. Những món đồ này có thể đã được bày bán ở những chỗ không sạch, người mua cũng không biết đã được cất giữ như thế nào, có bị ô uế hay không. Vì vậy mà không nên cứ đến đền chùa mà xin lộc về đặt lên trên bàn thờ. Cũng không nên tùy tiện đặt những món đồ này lên bàn thờ. Một khi bạn muốn đặt những món đồ này thì nhất định là phải biết rõ gốc tích của nó. Thứ năm là chân hương vòng. Từ trước đến nay, chỉ ở các nơi thờ tự đền chùa, đình, phủ mới cho cắm que sắt vào bát hương để mà thắp hương vòng. Phong thủy quan niệm rằng các đồ kim loại như là que sắt, chân nến, lư đồng khi mà cắm vào bát hương hay là đặt trên bàn thờ thì không tốt cho sức khỏe của gia chủ. Nếu muốn thắp hương vòng thì hãy đốt ở ngoài bát hương và đặt lên đĩa gương là được.
Thứ sáu, không dùng cát để bỏ vào bát hương. Thông thường thì chúng ta dùng tro để bỏ vào bát hương, tuyệt đối không dùng cát thay tro vì nó sẽ khiến gia đình lục đục, gặp phải những điều không may mắn. Khi mà bốc bát hương, bạn nên dùng tro sạch được đốt từ rơm nếp hoặc là rơm tẻ sạch, sàng lọc kỹ để mà bỏ những thứ tạp chất. Thứ bảy, những điều kiêng kỵ khác trên bàn thờ tránh xui xẻo. Không dùng bát hương bằng đá trên bàn thờ. Bát hương trong bàn thờ gia đình nên dùng bát hương bằng sứ hoặc có điều kiện hơn thì dùng bát hương bằng đồng. Tránh dùng các bát hương bằng đá bởi nó chỉ phù hợp với các đền, miếu, chùa. Đồ lau bàn thờ không được dùng đồ bẩn mà phải có đồ riêng. Các dải lau chổi quét trên bàn thờ phải là đồ mới và đồ dùng riêng. Tuyệt đối không dùng các loại đã qua sử dụng hay là bị bẩn, bởi bàn thờ là nơi trang nghiêm, sạch sẽ, giữ cho bàn thờ sạch. Sử dụng đồ riêng mới sẽ giúp thể hiện sự kính trọng và tôn kính. Không đặt bàn thờ theo các hướng xấu, hướng độc, hướng của bàn thờ không được ngược với hướng của nhà, bởi đây là điều đại kỵ và rất độc. Cùng với đó nên chọn hướng hợp với tuổi của gia chủ. Bàn thờ không được đặt ở cuối lối đi, nếu đường đi lại đâm thẳng vào vị trí bàn thờ sẽ gây tổn hại đến cung tài lộc, nhân đình của gia đình. Bàn thờ không được đặt đối diện nhà vệ sinh để người trong nhà tránh được bệnh tật, đau đớn. Bàn thờ nếu mà để đối diện nhà bếp sẽ gây tranh cãi, tính tình gia chủ nóng nảy. Nếu đặt dưới cầu thang sẽ khó có cơ hội phát triển. Nếu đặt trên nền đất lồi lõm sẽ khiến gia chủ gặp khó khăn. Nếu phía trên, dưới, trái, phải bàn thờ có cửa sổ thì chủ nhân dễ bị tán tài. Không đặt bàn thờ trên nóc tủ, bàn thờ gia tiên, tránh đặt giữa nhà. Bàn thờ gia tiên và bàn thờ Phật không nên đặt đối diện nhau trong một gian phòng. Vật liệu làm bàn thờ nên sử dụng gỗ long não, đàn hương và nên điêu khắc thủ công là tốt nhất. Do các loại gỗ này tránh mối mọt có thể sử dụng từ đời này sang đời khác. Không nên thờ ba họ trên bàn thờ như đã nói ở trên. Bàn thờ chỉ nên thờ quan thần linh, thổ công, táo quân trong gia đình và thờ hai bên họ nội ngoại, ngoài ra thì không nên thờ thêm. Họ nội đặt ở bên trái, còn họ ngoại thì đặt ở bên phải. Một số gia đình có thể lập thêm bàn thờ phụ để mà thờ bà cô hoặc ông mãnh, người mất lúc còn trẻ. Điều này hoàn toàn là bình thường và sẽ giúp mọi thứ được tốt hơn. Thường xuyên lau dọn bàn thờ để mà giữ cho sự sạch sẽ, thanh tịnh. Ngoài ra thì cố gắng nên dùng hoa tươi khi mà cúng lễ thắp hương, tránh dùng hoa giả. Các đồ cúng lễ cũng cần phải thanh tịnh, tuyệt đối tránh việc thử đồ trước khi đưa lên lễ cúng. Không đặt chậu cây lên bàn thờ mà có thể để canh đào. Không được đặt những đồ linh tinh lên bàn thờ. Trên bàn thờ kỹ các vật linh tinh, dao kéo, thuốc men. Không được dùng tủ thờ làm nơi cất giữ đồ đạc hoặc là bể cá, vu tuyến, loa đài. Điều này sẽ làm mất đi sự thanh tịnh, sang trọng của bàn thờ. Và tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin gửi tới quý vị bát hương có 7 dấu hiệu này thì thay ngay còn kịp. Nhất là điểm thứ hai, cẩn trọng trong nhà. Trong phong thủy, nếu bát hương nhà bạn có một trong những dấu hiệu này thì nên thay ngay, kẻo hao tài tán của, cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Bát hương là nơi linh thiêng của mỗi gia đình, là nơi tổ tiên, người đã mất hoặc là thần tài thổ địa trong nhà. Chính vì vậy, bát hương luôn được các gia đình cực kỳ chú trọng về mặt phong thủy. Nếu như bát hương nhà bạn có những dấu hiệu này thì cần phải thay ngay, bởi chúng không tốt, dễ khiến cho gia đình bạn phạm phải vào đại kỵ, hao tài tán của. 1. Bát hương đột nhiên bốc cháy. Nếu bát hương nhà bạn đột nhiên bốc cháy thì đó là điềm báo không may trong thời gian tới. Trong công việc, làm ăn, đầu tư, bạn nên tìm hiểu thật kỹ, thận trọng sẽ tốt hơn. Khi đi lại hay là làm việc gì thì bạn nên hạn chế tính nóng nảy, không nên gây sự vô cớ, kiểu dễ gặp những điều tai bay vạ gió, từ đâu rơi xuống người mình, khiến cuộc sống của bạn không được yên vui. 2. Là bát hương bị nứt hoặc là sứt mẻ. Nếu như bạn thấy bát hương nhà mình bị nứt hoặc là sứt mẻ, dù là vết nhỏ thì cũng nên thay bát hương mới. Bởi bát hương là nơi linh thiêng, khi nó có dấu hiệu không còn nguyên vẹn thì không nên giữ lại, bởi dễ mang đến những điều không may mắn trong cuộc sống. Đồng thời, điều này cũng thông báo trong thời gian tới, có thể nhà bạn gặp nhiều chuyện không may mắn, cần đề phòng để không bị động.
Người xưa thường nói là có thờ có thiên, có kiêng có lành. Bởi vậy, trong tình huống này, cẩn trọng không bao giờ là thừa. Thứ ba là bát hương đột nhiên bị xê dịch. Bát hương thường được đặt chính giữa bàn thờ và cả năm không được xê dịch, ngay cả khi lau dọn vào dịp cuối năm. Gia chủ khi mà dọn bàn thờ cần chú ý là dùng khăn sạch, tay sạch để mà lau bát hương, nhưng không được xê dịch vị trí của bát hương. Vào ngày cuối năm thì gia chủ có thể tỉa bớt chân hương để mà bát hương được gọn gàng hơn. Phần chân hương rút ra phải được dọn dẹp gọn rồi đem đốt hết, giữ lại một số chân hương là số lẻ để trong bát hương. Việc này sẽ giúp gia đình an yên, tài lộc sung túc. 4 là bát hương bị đặt chông chênh. 4 bát hương bị đặt chông chênh. Bát hương được coi là vật linh thiêng nên luôn phải để cố định. Dù bàn thờ có nhỏ cũng phải thiết kế đủ 3 bát hương. Bát hương to nhất sẽ để thờ thổ công, táo quân và 2 bát bên cạnh thờ ông bà, tổ tiên của gia đình. Đặc biệt là trên bàn thờ phải để đèn dầu hoặc là nến để thể hiện chốn linh thiêng. Nhưng mà điều quan trọng nhất vẫn phải để bát hương cố định, không được đặt chông chênh về bên phải hay là bên trái. 5 là bát hương làm bằng đá. Bát hương làm bằng đá là đại kỵ trong thờ cúng tại gia đình. Chỉ có đền, chùa, miếu mạo mới sử dụng loại bát hương bằng đá trong thờ cúng. Nếu gia chủ cố tình sử dụng bát hương bằng chất liệu này thì sẽ mang lại điều không tốt, có thể tài lộc trong nhà sẽ trôi đi hết. Vì vậy nên tôn trọng bề trên bằng việc chọn bát hương bằng sứ hoặc đồng. Thứ 6 là trong bát hương có cát. Nhiều gia đình sử dụng cát bỏ vào bát hương để mà cắm hương. Tuy nhiên đây là quan niệm sai lầm. Theo phong thủy, cát là thứ bụi bặm ô uế, không được để trong các vật linh thiêng như là bát hương. Để cát trong bát hương, gia chủ khó tránh tai ương xui xẻo. Gia chủ nên dùng tro trơm bỏ vào trong bát hương. Làm như vậy thì mới thu hút tài lộc, mang bình yên đến cho gia đình. 7. Cần bao nhiêu bát hương trên bàn thờ gia tiên? Bàn thờ gia tiên thường ít nhất có 2 bát hương, một bát hương thờ thần linh, một bát hương thờ gia tiên. Cũng có gia đình chỉ để một bát hương do gia chủ quyết định thờ chung, có nhà lại thờ đến 4 bát hương, tách riêng bát hương cho tổ cô và bát hương cho ông mãnh. Theo quan niệm dân gian lâu đời, trường hợp gặp nhiều nhất là 3 bát hương. Bát hương thờ tổ cô, ông mãnh đặt bên trái, bát hương thổ công thần linh ở giữa và bát hương gia tiên ở bên phải. Và cuối cùng của chương trình là chuyên mục tử vi. Đúng mùng 1 tháng 5 âm lịch, ba con giáp tiền tình đỏ thắm ung dung hưởng lộc trời, đếm tiền không xuể. Tử vi dự báo rằng là bước sang ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch, những con giáp này rủ sạch vận xui, đón nhận nhiều may mắn và có thêm cơ hội phát triển. Tuổi Thìn. Người tuổi Thìn có tính cách khá chân thật, không hay nói vòng vo ám chỉ, họ thẳng tính và có sự yêu ghét rõ ràng. Trong công việc, con giáp này là người có năng lực mạnh mẽ, họ dám nghĩ, dám làm, luôn đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo, mang tính đột phá, bản mệnh ưa mạo hiểm, có duyên với buôn bán. Tuổi Thìn được nhận định là con giáp có số mệnh giàu sang, không cần phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc. Tử vi dự báo rằng là bước qua mùng 1 tháng 5 âm lịch, tuổi Thìn được quý nhân phù trợ, công việc suôn sẻ, họ có tiềm năng thành công lớn. Người làm ăn kinh doanh ký kết được các hợp đồng quan trọng, người làm công ăn lương đạt được thành tích nổi bật, được cấp trên công nhận năng lực. Bản mệnh có thể nhận được thêm cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn. Chỉ cần nắm bắt được những cơ hội này, tuổi Thìn sẽ sớm đạt được mục tiêu mà mình đề ra, kiếm được tiền nhiều hơn, giúp cuộc sống thêm sung túc. Tuổi Dậu. Người tuổi Dậu nói ít làm nhiều, con giáp này có tính cách cứng rắn kiên cường. Trong công việc, tuổi Dậu là người kiên trì, bền bỉ, có trách nhiệm, họ vừa chăm chỉ lại tỉ mỉ nên làm gì cũng có thể thành công. Tử vi dự báo rằng là bước sang mùng 1 tháng 5 âm lịch, tuổi Dậu có quý nhân hỗ trợ, bản mệnh nỗ lực không ngừng để mà đạt được những thành công, đặt nền móng trong tương lai. Con giáp này chỉ cần tập trung cho công việc toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ được giao thì chắc chắn thì sẽ đạt được những thành tựu xứng đáng. Sự nghiệp của tuổi Dậu trong thời gian tới hết sức hanh thông thuận lợi, bản mệnh làm một hưởng 10, cuộc sống diễn ra suôn sẻ như ý. Tuổi Hợi. Người tuổi Hợi có tính cách hiền lành, nhân hậu và độ lượng. Con giáp này sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn mà không hề tính toán hay là đòi hỏi sự báo đáp.
Vì vậy, họ cũng nhận được phúc báo. Trong cuộc sống luôn có quý nhân hỗ trợ, hậu vận, nhiều phúc lộc. Tử vi báo rằng là bước sang mùng 1 tháng 5 âm lịch, tuổi họ sẽ có nhiều cơ hội làm ăn, phát tài. Con đường thăng tiến của con giáp này ngày một rộng mở. Nếu nắm bắt cơ hội, bản mệnh có thể kiếm được nhiều tiền hơn, tạo dựng tài chính vững vàng cho tương lai. Người làm ăn kinh doanh chốt được nhiều đơn hàng, ký kết được các hợp đồng mới. Các đối tác làm ăn có thể tự tìm đến, ngỏ lời hợp tác với tuổi Hợi. Bản mệnh không ngừng được thành quả xứng đáng với công sức họ đã bỏ ra. Như vậy là chúng ta đã tìm ra những con giáp may mắn nhất. Quý vị có thuộc một trong những con giáp kể trên hay không? Hãy comment ngay xuống phần bình luận bên dưới để mọi người cùng chúc mừng và chia vui với các bạn nhé. Cuối cùng thì thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, may mắn và bình an. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình phát sóng lần sau.